cả nhà, hôm nay Uyên Bích sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt ví để nhận airdrop của tựa game Hero Book. Đây là một cái tựa game mà sắp tới sẽ làm bùng nổ thế giới ảo và làm đây là một cái bom tấn sắp tới đấy nha, nên các bạn phải nhanh tay lên. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì cái airdrop này sẽ kết thúc, thế nên là các bạn xem xong video này thì hãy làm luôn nhé, tại vì nhiệm vụ cực kỳ đơn giản. Các bạn hãy vào Telegram của GM Venture và ấn vào đường link này thì sẽ hiện ra là herobook.io này nhá. Và để kích hoạt ví này thì ở trong MetaMask các bạn sẽ cần phải có 5 đô. Và cái kèo Aerobe này thật sự nó khác biệt rất rất nhiều với kèo Aerobe miễn phí nhá. 5 đô này đổi lại được các bạn sẽ nhận được rất rất nhiều cái giá trị. Vừa rồi ấy, thì mình vừa kết nối MetaMask với Herobook.io nhá. À, trên trang chủ ấy, thì sẽ có hiện ra các mission nhá. Mission 1, mission 2 thì đây tất cả là đều những cái mission rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần ấn vào Here và nhớ là phải nhập username của cái tài khoản mà các bạn follow của Herobook nhá. Đấy, các bạn nói chung cứ lần lượt làm đầy đủ các mission đi. Sau đó bước cuối cùng của chúng ta ấy, thì sẽ là đến phần active ví. Active ví này rồi thì các bạn có thể nhận lại được rất rất là nhiều tiền, có thể lên tới 5.000 đô một tháng là chuyện quá bình thường luôn. Bởi vì sao? Khi mà các bạn active ví ấy thì các bạn sẽ có một cái link referral, và các bạn đi chia sẻ cái link referral đấy thì người ta cũng sẽ active ví 5 đô. Và khi người ta đã active ví 5 đô rồi thì bạn sẽ nhận được về 2,5 đô ở dưới ví của các bạn nhé. Đấy, như vậy thì khi các bạn giới thiệu 2 người thì các bạn đã hoàn lại vốn được 5 đô rồi đúng không? Các bạn ấn vào active ví và các bạn ấn chữ accept cho mình nhá. Sau khi đã accept thì MetaMask sẽ trừ đi 5 đô. Và sau khi các bạn active 5 đô xong rồi thì các bạn ở đây sẽ hiện thấy nhá. Đây là các bạn sẽ nhận ngay luôn 5.000 HBG và một nhân vật NFT và một mảnh đất Helloland. À nhớ, những cái nhân vật này và những cái mảnh đất này á, có thể có giá trị tới hàng trăm nghìn đô, hàng chục nghìn đô đấy. Thế nên là các bạn hãy nhớ là chờ đón game phát hành để mà thử xem là test nhân phẩm là mình nhận được một cái mảnh đất có giá trị đến như thế nào nhá. Bây giờ ấy, thì các bạn có thể chia sẻ cái đường link follow này, các bạn ấn vào chữ copy nhá. Giờ mới thật sự ý, là bùng nổ kiếm tiền nhá. Thay vì chờ đợi là Aerobe không biết là mình có trúng hay không thì chắc chắn các bạn sẽ trúng nếu các bạn chia sẻ đường link follow này. Ngay lập tức khi người ta active ví 5 đô thì các bạn sẽ nhận về 2,5 đô. Hai người là các bạn được 5 đô mà các bạn thử nhân lên với 1.000 người đi nhá, thì các bạn sẽ biết là một tháng các bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Và cái chương trình mà chia sẻ link referral mà nhận về được 2,5 đô ấy thì sẽ là không thể giới hạn thời gian đâu các bạn nhé. Không phải là chỉ vào kết thúc vào ngày 20 tháng 1 đâu, mà rất là lâu, cho đến khi nào mà game phát triển tới 1, 2, 3, 4, 5, 6 năm nữa thì cái chương trình này vẫn tiếp tục nhá. Nên là các bạn cứ thoải mái làm đi, vẫn thoải mái kiếm được rất nhiều tiền từ Herobook nhá. Mình tin chắc chắn rằng là các bạn sẽ kiếm được từ hàng trăm đô đến hàng chục nghìn đô là chuyện có rất là bình thường. Ok, và bây giờ các bạn hãy thử làm ngay nhá. Nếu mà có gì không hiểu thì các bạn có thể hỏi admin GM Venture nhá.